Lâm Khánh Tân bị tố lợi dụng đụng chạm Triệu Lệ Dĩnh dù đã có bạn gái. Được mệnh danh là mỹ nam đào hoa của showbiz Trung, khán giả đã không còn xa lạ với tình trường dài đằng đẵng của Lâm Khánh Tân. Vừa qua chương trình thực tế Thôi Thị đang mở cửa với sự tham gia của dàn diễn viên Sử Vượng Hành gồm Triệu Lệ Dĩnh, Lâm Khánh Tân và các diễn viên khác trong phim đã chính thức lên sóng. Nội dung của chương trình là thẩm ni Triệu Lệ Dĩnh, hành trì Lâm Khánh Tân, Mặc Vương, Phát Dung Quân, Thiên Quân, Kim Nương Tử nhận được nhiệm vụ đến Thôi Thị bắt yêu ma, làm loạn nhân gian suốt 3 năm qua. 6 người hóa thành phàm nhân hạ phàm, nhân gian lúc này đã đến thời dân quốc bắt đầu nhiệm vụ phong ấn yêu ma. Đáng chú ý khi chơi game vì quá phấn khích trước câu trả lời của bản thân, Lâm Khánh Tân đã chạy tới và ôm chầm lấy Triệu Lệ Dĩnh. Triệu Lệ Dĩnh lúc này vì bất ngờ mà ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Sau đó cô nàng cũng nhanh chóng vòng tay ôm và vỗ vai bạn diễn nam khi thấy anh xúc động. Bên cạnh những bình luận phấn khích, nhiều người lại cho rằng Lâm Khánh Tân đang lợi dụng để tiếp xúc thân thể với Triệu Lệ Dĩnh. Bằng chứng là mỹ nhân họ Triệu khá gượng gạo và bất ngờ khi bị Lâm Khánh Tân chạy tới ôm chầm. Đặc biệt hành động này càng khiến cho người hâm mộ của Triệu Lệ Dĩnh thể hiện sự tức giận với Lâm Khánh Tân khi cho rằng anh chàng đang lợi dụng bạn diễn dù đã có bạn gái từ trước đó. Gần đây cư dân mạng xôn xao trước những hình ảnh được cho là của Lâm Khánh Tân với bạn gái Sử Nhuế Y, kèm theo đó là bài viết ám chỉ việc cặp đôi hẹn hò trong quá trình quảng bá Sử Vượng Hành. Lâm Khánh Tân và Sử Nhuế Y từng nhiều lần bị bắt gặp hẹn hò từ cuối 2019. Lần gần nhất cả hai xuất hiện cùng nhau khoảng tháng 10 2023. Do đó bài đăng khiến fan thắc mắc vì không tiết lộ chính xác thời gian chụp hình.